Mình sống một chiếc máy rửa bát Panasonic, mã của nó là TH2 nhé. Này, dòng TH2 này. Thế là đến 2018 nhé, về hình thức cực kỳ đẹp luôn. Dòng TH là dòng được thiết kế vuông vuông góc nhé, vuông cạnh nhé. Kích thước của máy thì sẽ là độ rộng là 55, độ sâu là 35, chiều cao là 60. Đấy. Nên là cánh thì được mở hai cánh xuống dưới nhé, nên nó phù hợp cho những không gian bếp mà có chiều cao khiêm tốn, chỉ cần 60 cm là có thể lắp đặt được rồi. Này. Thành vách cực kỳ đẹp luôn, nguyên zin nguyên bản 100% nhé. Đây là series của mã máy này, series này. Vị trí đây là bếp này. Góc cạnh này. Một cam phụ bên cạnh nữa này. Đấy. Các phím chức năng chính của nó ở đây chỉ có 3 phím ở phía bên phải này và 2 phím bên trái này. Thì đây là phím hẹn giờ này, phím cài đặt chế độ sấy này, phím này là chế độ rửa này, phím này là bắt đầu hoặc tạm dừng này, phím này là phím nguồn là tắt mở này. Còn nội thất bên trong này, đây, hai cửa để mở xuống dưới nhé. Với dòng từ TH2 trở lên thì sẽ có cái khay phụ này nhé. Đấy. Khay phụ này, ta có thể bỏ những cái đồ vật khác vào nữa. Còn để sắp xếp đơn giản thì như ở đây, có vị trí để mà thắp cốc chén này, là vị trí ở đây. Bên này thì có thể là 1, 2, 3, 4, 5 này, 10 chiếc bát con này. Đấy. Cốc chén luôn luôn. Phía dưới này, như vị trí này chẳng hạn thì cũng có thể bỏ những cái đĩa to này. Chỗ này được đũa hoặc là dĩa này. Đấy. Cái này là bát ô tô này hoặc những nồi nhỏ này. Đây là vòi cấp và vòi thoát của máy nhé. Vòi này là vòi cấp nước này. Còn vòi ruột gà này là vòi nước thải này, nước thoát này. Hệ thống tay quay thì cũng như các dòng khác nó có 3 tay quay này. Đấy, một này, dưới này là hai. Đây vào trước này. Đấy. Đây vào trước này. Còn tại vị trí này thì nó có vòi phun ở đây thôi nhá, chứ không làm tay quay, bởi vì chỗ này là có phần đũa và dĩa lên thì sợ nó vướng vào cái tay quay nên người ta sẽ không thiết kế tay quay ở đây nhé. Đây là khay để đổ rác, tất cả những rác bẩn chảy xuống đây. Dòng TH thì đã được cải tiến hơn rất nhiều so với dòng TR. Thứ nhất là cái vùng vùng sấy thì nó không còn nằm ở trong này nữa, bạn có thấy không? Đấy, nên vùng thoát nước cũng thế, nó là tách biệt nên là dòng TH chạy cực kỳ êm. Rồi còn về hướng dẫn sử dụng qua, đây là cửa mở này, hai này, đấy. Còn nút này, nút nguồn tắt bật nguồn này, đấy, bật nguồn này. Rồi. Đây là các chế độ nhé, khi ấn chọn chế độ nó chỉ hiển thị ở mức ở đây, thì đây là nước start hoặc tạm dừng này, nút đây là chọn chế độ rửa này, đây là hẹn giờ sau 4 tiếng sẽ rửa này, còn đây là cài đặt về chế độ sấy. Thứ nhất ta chọn chế độ rửa trước nhé, đây. Đây là bên phần bên này nó hiển thị chế độ sấy là 60 phút này. Đấy. Còn đây là chế độ rửa này. Chế độ rửa này là chế độ, ở đây là sự kết hợp của cả hai nhé. Ở đây có hiển thị số 3. Đấy, thứ số 3 ạ. Nó có 3 mức ở trên này. Đó là 3 chế độ rửa theo độ bẩn của bát đũa. Ở đây mức 3 là mức mạnh nhất. Ở đây 1, này, 2, này, 3. Ở đây là khử khuẩn ở nhiệt độ 80 độ. Và nó sẽ rửa nhiệt độ cao là nhiệt độ 80 nhé. Ta có thể ấn để lựa chọn này. Đấy. Tiếp theo xuống đây. Xuống đây là chế độ. Chế độ này là chế độ rửa nhiệt độ thấp. Nhiệt độ thấp thì ta thường hay dùng để rửa các đồ về đồ nhựa. Thì hay rửa sử dụng một chức năng này. Tiếp theo đây. Tiếp theo đây là chế độ rửa nhanh nhé. Thời gian sấy này. Rửa nhanh có sấy. Tất nhiên tại mọi chế độ ta có thể đặt thời gian ở đây. Đặt chế độ sấy ở đây. Đấy. Đấy, đây là không sấy, đây là rửa, ta có thể tùy chọn ở phần bên này nhé. Còn đây là rửa nhanh, rửa nhanh khử khuẩn ở 80 độ. Đấy. Tiếp theo đây là chế độ chỉ sấy nhé. Khi ta chạy ở chế độ này thì nó chỉ chạy chức năng sấy thôi. Đây là cái đặc trưng của dòng máy rửa bát Nhật, đó là sẽ phải có chức năng này. Còn các dòng Âu Mỹ khác hoặc là như dòng Bosch vân vân thì sẽ không có nhé, bắt buộc phải rửa xong mới sấy được. Còn dòng máy của Nhật thì có chức năng sấy riêng.
Đây là chế độ vệ sinh máy. Cái này thông thường sau khoảng 1 tháng chúng ta làm một lần để cho nó vệ sinh hết những cái cặn bẩn mà vết bám ở trong thân máy, giúp cho máy luôn luôn là sạch sẽ nhé. Tránh trường hợp om mùi. Đây, vệ sinh máy ở và khử khuẩn ở nhiệt độ 80. Đây, đây là chế độ rửa ở mức độ thấp nhất nhé, tức là cái mức độ mà bát đũa sạch sẽ hơn, ít bẩn hơn, ví dụ như đồ luộc đấy, vân vân. Đấy, nó cũng có khử khuẩn là 80 độ, vân vân. Đấy. Đây là chế độ ở mức mức trung bình, mức này thì nó hiện Econovi nhé. Những cái nào mà có Econovi thì nó sẽ kích hoạt cái tính năng Econovi, đó là tính năng giúp tiết kiệm nước, tiết kiệm điện. Cũng rửa ở nhiệt độ 80. Tiếp theo là mức độ bẩn vân vân. Đấy. Khi ta đặt chế độ bên này, các chức năng khác ứng với một chức năng thì nó sẽ hiện về thời gian sấy, thời gian rửa riêng nhé. Cái này thì ta có thể điều chỉnh, ví dụ ta chọn chức năng mặc định này của máy là thông thường hay sử dụng chức năng này nhất, tức là chức năng trung bình mức số 2, độ bẩn mức số 2. Và ta sẽ chọn thêm một cái nữa, đó là chính là rửa và khử khuẩn ở nhiệt độ 80, nhiệt độ cao khử khuẩn và kích hoạt tính năng Econovi. Thời gian phút mặc định của nó là thời gian sấy sẽ là 45 phút. Thông thường ta sẽ chọn 45 phút và cộng thêm một chức năng nữa, nó là chức năng giữ khô. Đây là đèn báo của chức năng giữ khô nhé. Chức năng giữ khô này thì sau khi rửa bát xong thì có còn hơi nước ở phía trong nó đang còn, thì sau một thời gian nó sẽ bị đọng nước lại, thì chức năng giữ khô này nó sẽ giúp là loại bỏ những cái phần hơi nước ở trong đó này, giúp cho bát đũa luôn luôn được sạch sẽ và khô ráo. Đây, hoặc là thời gian sấy để mình 60, 60 giữ khô. Đấy, đây là chức năng thông gió. Thông gió tức là nó sẽ không không cần phải sấy mà nó sẽ thông gió nhé. Thì nó dùng quạt gió để làm khô bát đũa nhé. Bình thường người ta hay chọn ở chức năng, còn đây là cả sấy cả thông gió. Bình thường người ta hay chọn ở chức năng đây 30 phút và chế độ này là chế độ sấy khô nữa. Thường hay chọn chức năng là 3 phút cộng sấy khô. Còn bên này là chức năng rửa cấp độ số 2, rửa khử khuẩn ở nhiệt độ 80. Đấy, chức năng hay sử dụng nhất. Và tất nhiên tùy vào độ bẩn sạch của bát đũa cũng như là vật liệu mình rửa mà chọn chức năng khác phù hợp hơn. Còn thông thường thì trong bữa cơm gia đình hay sử dụng những chức năng này nhất. Đấy. Với dòng TH này thì đặc điểm là của nó là ta có thể rửa mà không cần phải sử dụng bất cứ một hóa chất hay viên rửa nào nhé. Còn tất nhiên nếu có thì ta cũng có thể bỏ khoảng 1 phần 2 hoặc 1 phần 4 viên rửa vào. Rồi, một sản phẩm rất là đẹp mà rất dễ sử dụng nhé. Sản phẩm nội địa Nhật sử dụng điện 100V các bác nhé. Rồi, ok ạ.